Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phùng Ngọc Huy gửi quà sinh nhật cho con gái dù đang ở Mỹ. Cuộc sống của bé La Vi và bố ruột Phùng Ngọc Huy luôn khiến người hâm mộ quan tâm. Sau khi trải qua nhiều biến cố, vực dậy sau nỗi đau mất mát, hiện tại con gái của diễn viên Mai Phương đang sống cùng cô bảo mẫu và nhận được rất nhiều sự yêu thương vô bờ. Giọng ca Phùng Ngọc Huy từng nhiều lần bày tỏ sự nhớ nhung cô công chúa nhỏ và hy vọng hai người sớm đoàn tụ. Mới đây trên trang cá nhân của mình, cô bảo mẫu đã đăng tải khoảnh khắc bé La Vi quy quà sinh nhật sớm của bố. Có thể thấy dù chưa thể đoàn tụ do trong quá trình hoàn tất hồ sơ, nhưng nam ca sĩ hải ngoại vẫn nhớ tới sinh nhật con gái và tặng quà xịn đét. Trong đoạn clip ngắn, các cô bảo mẫu phải phụ thiên thần nhí lắp ráp để nên hình dạng một mô hình ngôi nhà lớn, nhúc tì mặc đồ màu đỏ khá thoải mái để quan sát hai cô làm việc. Qua hình ảnh chớp nhoáng nhưng có thể thấy được bé La Vi có phần cao lớn vượt trội. Hai cô bảo mẫu giúp bé La Vi lắp ráp mô hình đồ chơi. Đính kèm với đó, chị MC chia sẻ, một đứa chơi mà tới tận ba đứa làm mà phải rước hai thợ xịn sò nhất quận Bình Thạnh qua lắp cho em chơi, chứ cô em không biết làm mấy cái này. PS, quà sinh nhật sớm của ba Huy gửi cho em bé. Cận cảnh món quà của Phùng Ngọc Huy tặng con gái, chị MC nhờ người lắp ráp món quà. Bên dưới phần bình luận, Phùng Ngọc Huy cũng nhanh chóng vào gửi lời cảm ơn đến bảo mẫu vì đã nhờ người đến lắp món quà mô hình của anh Hoàng Thiện. Kể từ khi cố diễn viên Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy chính là người giám hộ hợp pháp của bé La Vi. Do tình hình dịch bệnh và hồ sơ nhập cư nên anh chưa thể về Việt Nam đón nhóc tì sang Mỹ đoàn tụ. Dù như thế nhưng trong suốt thời gian La Vi ở cùng các cô, nam ca sĩ vẫn giữ liên lạc và không ngừng quan tâm tới thiên thần nhí. Hiện tại bé La Vi hạnh phúc vì nhận được tình thương từ các cô và ba. Hai cô cháu thường dành thời gian nghỉ ngơi và vui chơi cùng nhau. Phùng Ngọc Huy lên tiếng khi bị tung tin đồn thất thiệt gặp tai nạn nặng. Cách đây ít giờ, Phùng Ngọc Huy bất ngờ đăng dòng trạng thái đính chính thông tin sai lệch về mình. Nam ca sĩ cho biết anh đang trên đường bay đến Houston. Anh bị một số nguồn tin tung ra, thông tin thất thiệt rằng anh bị tai nạn. Điều này khiến gia đình và bạn bè Phùng Ngọc Huy không khỏi lo lắng. Nam ca sĩ viết, không biết thông tin từ đâu ai nói em bị tai nạn. Các bạn nào làm những trang để câu view thì làm ơn giúp mình đừng đưa thông tin không đúng về mình nha. Và em xin thông báo em vẫn khỏe và đang bay đi Houston cho show. Cảm ơn gia đình, bạn bè và khách hàng đã hỏi thăm về em. Em vẫn bình thường nha cả nhà và giờ em bay đây. Nam ca sĩ muốn lên tiếng và khẳng định mình vẫn rất bình an để những người yêu thương quên an tâm. Phùng Ngọc Huy tiết lộ thêm hiện tại mình là người đang lo cho chi phí chăm sóc bé La Vi và mong muốn sẽ về Việt Nam để đón con gái về sống cùng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.